Thưa quý vị, sáng nay mùng 6 tháng 9, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu dừa tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc. Hội nghị với sự tham gia của hơn 100 điểm cầu phổ biến nghị định thư này đến các cán bộ quản lý của các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là 15 sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có diện tích trồng dừa xuất khẩu. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Trung nhấn mạnh, cây dừa là một trong 6 loại cây được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa vào đề án và phê duyệt đề án triển khai phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030. Việc mở rộng thêm thị trường xuất khẩu chính ngạch Trung Quốc sẽ tạo ra động lực cho các doanh nghiệp tham gia vào đăng ký mã vùng trồng và mã cơ sở đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho ngành dừa của Việt Nam. Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 tới đây, phía Trung Quốc dự kiến kiểm tra trực tuyến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để hoàn thành việc đăng ký xuất khẩu. Do vậy, các địa phương cần kiểm tra, rà soát và đánh giá lại cẩn thận các mã số đó để đợt kiểm tra sắp tới của Trung Quốc đạt hiệu quả cao, đảm bảo tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói dừa xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, được cả Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt. Làm sao để dừa tươi Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sớm nhất? Hiện nay, thị trường nhập khẩu dừa tươi của Việt Nam chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu dừa lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 51% tổng kim ngạch xuất khẩu dừa tươi của cả nước. Một tin tốt đối với những người làm vườn, lễ hội trái cây Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu hình ảnh về trái cây nhiệt đới ngon, bổ dưỡng của Việt Nam đến đông đảo các doanh nghiệp Trung Quốc và bạn bè quốc tế. Với chủ đề trái cây Việt Nam bốn mùa thơm ngon, lễ hội là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng với thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng củ quả tươi và sản phẩm chế biến từ củ quả của Việt Nam đã được phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Lễ hội gồm một khu gian hàng quốc gia chung trên diện tích từ 200 đến 500 m2 tại trung tâm phân phối nông sản Tân Phát Địa, quận Phong Đài, thành phố Bắc Kinh. Đây là chợ đầu mối trái cây lớn nhất Bắc Kinh, phân phối tất cả các loại trái cây của thế giới nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Khu gian hàng quốc gia chung của lễ hội dự kiến bố trí 12 đảo trưng bày sản phẩm chuyên đề các loại trái cây và khoai lang đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tiếp tục với các thông tin về thị trường nông sản. Liên tiếp ký kết các nghị định thư xuất khẩu nông sản sang các thị trường lớn, kim ngạch các mặt hàng trong 8 tháng qua tăng mạnh, đó là kết quả nổi bật mà xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt được. Nhiều chuyên gia cho rằng xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay sẽ đạt được kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho ngành nông nghiệp là từ 54 đến 55 tỷ đô, đặt nền tảng cho việc tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp năm 2024 tương đối vững vàng. Tháng 8 năm 2024, xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 5,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó nông sản chính 2,99 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6%, lâm sản 1,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7%, thủy sản 900 triệu đô la Mỹ, tăng 5%. Riêng chăn nuôi 46,5 triệu đô la Mỹ, giảm 4,8% và đầu vào sản xuất 161 triệu đô la Mỹ, giảm 23%. Tính chung 8 tháng năm 2024, hầu hết các nhóm hàng đều tăng nên kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6%. Đóng góp vào kết quả này có nông sản 21,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 24%, lâm sản 10,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7%, thủy sản 6,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6%, chăn nuôi 324 triệu đô la Mỹ, tăng 0,3%, riêng đầu vào sản xuất 1,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,8%. Với kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt được kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho ngành nông nghiệp là 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ, đặt nền tảng cho việc tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp 2024 tương đối vững vàng. Thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP tháng 8 năm 2024, xuất khẩu thủy sản tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng 20%, đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ mặt hàng mực, bạch tuộc có doanh số xuất khẩu giảm 15% trong tháng 8. Xuất khẩu tất cả các sản phẩm chủ lực khác đều có tăng trưởng 2 đến 3 con số. Trong đó xuất khẩu tôm tăng 30%, cá tra tăng 18%, cá ngừ tăng 13% và các loại cá biển khác tăng 12%. VASEP cho biết, ngoài những thách thức là thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá, thì xuất khẩu tôm đang có chiều hướng tích cực, mức tăng trưởng trong những tháng gần đây đều ổn định.
Theo VASEP, nhìn chung, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường đều có chiều hướng khả quan hơn về mặt nhu cầu cũng như sự hồi phục dần dần về giá. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức lớn làm hạn chế sự tăng trưởng trong những tháng tới như thẻ vàng IUU, thuế chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá. Do vậy, xuất khẩu thủy sản tới cuối năm 2024 dao động ở mức 9,4 đến 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 6% so với năm 2023. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi ra gần 1,1 tỷ đô nhập khẩu thịt từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là thịt heo, thịt trâu bò, da cầm tươi và đông lạnh, cùng với các phụ phẩm ăn được như là chân gà, cổ gà, da gà, tim cật và lòng mề. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng này đã tăng mạnh 20,3%. Các thị trường chính bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nga, Ba Lan và Brazil chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện là một trong 10 quốc gia tiêu thụ thịt heo lớn nhất trên thế giới, với 95% nhu cầu được đáp ứng từ nguồn cung trong nước và 5% còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu. Thịt heo cũng là một trong những mặt hàng được đưa vào tính chỉ số giá tiêu dùng CPI hàng tháng của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã thu về con số khoảng 105 triệu đô từ việc xuất khẩu thịt và các sản phẩm có liên quan. Dự báo đến cuối năm 2024, tổng giá trị nhập khẩu thịt có thể đạt khoảng 1,5 đến 1,6 tỷ đô, trọng tâm vẫn là thịt heo, thịt bò và gia cầm. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 0,67 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng này lên tới 3,32 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, ngành thức ăn chăn nuôi nhập siêu 2,65 tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu từ Cục Chăn nuôi cho thấy, mỗi năm cả nước sản xuất 20 triệu tấn thức ăn chăn nuôi công nghiệp, nhưng lượng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu chiếm đến 85%, khoảng 17 triệu tấn một năm. Trong đó, Argentina là thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam với 827 triệu đô la Mỹ, tăng 10,8%. Đứng sau là Hoa Kỳ với 652 triệu đô la Mỹ, tăng 56%, Brazil với 404 triệu đô la Mỹ, giảm 14%. Việt Nam cũng chi 248 triệu đô la Mỹ nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Trung Quốc, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ với 109 triệu đô la Mỹ, giảm sâu 70%. Về chủng loại nguyên liệu nhập khẩu, ngô, lúa mì, đậu tương là ba nguyên liệu nhập khẩu nhiều nhất. Cục Chăn nuôi cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã giảm 2-3 đợt do giá nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu đã giảm. Trong phần tiếp theo của chương trình, Sóc Trăng đứng trước những thách thức lớn về hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu, nhất là những đòi hỏi cắt cao về tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Cục xúc tiến du lịch Malaysia vừa công bố một loạt các gói du lịch sầu riêng để phục vụ du khách khi ghé thăm quốc gia này. Thưa quý khán giả, dù đã được xác định là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, nhưng cũng như nhiều tỉnh thành khác trong khu vực, sản xuất nông nghiệp tại Sóc Trăng hiện đang đứng trước những thách thức lớn về hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu, nhất là những đòi hỏi gắt gao về tiêu chuẩn sản phẩm về nông nghiệp hữu cơ. Do vậy, để giải quyết các thách thức này, tỉnh Sóc Trăng đã xác định những đối tượng cây trồng vật nuôi chủ lực để định hướng phát triển sản xuất hữu cơ. Nhằm thúc đẩy sản xuất hữu cơ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chính thức phê duyệt đề án sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tính đến thời điểm hiện tại, các mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và trên địa bàn của tỉnh đã và đang mang đến những tín hiệu tích cực, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động của bà con nông dân. Vụ hè thu 2023-2024, tổ hợp tác Đông Đầy ở ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề là một trong những tổ chức nông dân được lựa chọn để tham gia đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Sóc Trăng. Tham gia đề án, thành viên tổ hợp tác được Ban Quản lý đề án hỗ trợ 8 tấn phân bón hữu cơ, 50% lúa giống và thuốc trừ sâu bệnh sinh học. Đồng ruộng được cung cấp phân hữu cơ, giảm tối đa phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, nên lúa cứng cây, chắc khỏe, mức độ sâu dày tấn công giảm thiểu so với trước kia. Năng suất lúa vẫn đạt từ 6 đến 6,5 tấn trên một hecta. Mỗi hecta canh tác lúa hữu cơ giúp nông dân tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng chi phí đầu tư cho sản xuất. Phân hữu cơ mình dục thời gian thì nó hết, nó sẽ vàng lại. Còn cái dục phân hữu cơ này thì nó xanh, màu xanh, nó đầm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái lá chân đồ nó sạch, nó cứng cây.
Ngoài lúa, nhiều loại cây trồng khác như vú sữa cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ dự án. Nhiều hợp tác xã cũng đã nâng cấp quy trình canh tác vú sữa lên hướng hữu cơ. Việc tuân thủ đúng quy trình sản xuất sạch, an toàn đã góp phần mở đường để sản phẩm vú sữa của hợp tác xã có đầu ra ổn định hơn. Ngoài tiêu thụ tại thị trường nội địa, vú sữa của Sóc Trăng cũng đã có đầu ra ổn định, được nhiều doanh nghiệp lớn ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tôi gãi nay là cũng như 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi là thử đó, nãy mình so sánh đó là cái cây gãi hữu cơ với cây mà gãi thông thường bên này á, thì nó cũng trên lệch, nó tốt hơn cái mà mình gãi theo cái truyền thống hồi trước. Sau 2 năm triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, đã hỗ trợ triển khai được 32 mô hình sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đề án đã khẳng định được tính hiệu quả thông qua các mô hình sản xuất thuộc phạm vi được triển khai. Quan trọng là những chuyển biến tích cực từ nhận thức của người trực tiếp tham gia sản xuất. Thì trước tiên thì chúng tôi hỗ trợ cùng với các cái doanh nghiệp là trong vấn đề khuyến nông, khuyến ngư, cùng với cái nguồn kinh phí sự nghiệp theo quy định, có thể là hỗ trợ trong các mô hình của người nông dân để sản xuất. Với tổng kinh phí trên 6,7 tỷ 600 triệu đồng, đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích đất sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt trên 400 ha. Trong đó, diện tích sản xuất hữu cơ được chứng nhận hữu cơ khoảng 370 ha. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt hữu cơ có chứng nhận cao gấp từ 1,5 đến 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.